Sao đấy con? Chờ mẹ nhá. Mẹ sắp xong rồi nhá. Ơi, ơi. Em ơi. Ui giỏi quá nhỉ. Quá. Mầm mầm mầm. Siêu quá nhỉ.
để thôi nhá, lại điện em nhá.
Nó mở mở miệng cái gì Yến? Nó nắng quá nó cười thôi. Cười con này vẫn dâu mày. Con này là phần sống, con này nó vừa mới chết thôi. Nó mang cho nó ra đâu. Chị ơi đi đâu ấy? Chị ngắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu nhỉ mẹ em nhỉ? Ở đây nhá, để mẹ xem mẹ đi đâu. Để bác hỏi con nào. Thế bây giờ là mẹ đi từ lúc nào con có biết không? Mẹ đi đâu con biết không? Lúc con ngủ dậy con không thấy mẹ. Con ngủ, hai chị em ngủ à? Hai chị em ngủ dậy là không thấy mẹ đâu à? Mẹ đi đâu nhỉ? Hai chị em đã ăn gì chưa? Chưa. Thế con đói không? Có. Thế để ở đây ngồi đây để bác thả em bé xuống xong cho bé bác ngủ ăn cho. Con ngồi xuống, con ngồi xuống, con ngồi xuống. À đây nào. Chỗ em này. À đây con ngồi đây nhá. Đây chị bé con nhá. Con ngồi xuống, con ngồi xuống. Con này, con bé ra đây. À bé em đi chơi nào, để mẹ lấy bác ra bánh cho nhá. Xuống nào. Bước xuống. Rồi, để đi ra ngoài sân chơi nhá, bác ra bánh cho ăn nhá. Nào.
chơi chơi đi. Con ơi, mẹ con biết giấy để lại đây này. Đấy, thế chắc bọn con không để ý rồi. Ăn đi con, ăn khỏi đó. Bê bát lên con. Con bê bát lên. Mầm mầm. Mầm mầm nhá. Mầm mầm giỏi quá. Mầm. Mầm mầm. Ăn đi con. Ăn nè, nè, ngon nè. Em ở nhà nhá con nhá. Bác đi về đây.